Đạt 75% nếu tốc độ tiêm chủng đạt 100.000 liều một ngày cho liều thứ hai và có thể đạt hiệu quả 80% vào tháng 10 nếu tốc độ đạt 150.000 liều một ngày cho liều thứ hai. Hiện 80% dân số Malaysia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19. Thái Lan, Bangkok hết giường điều trị cho bệnh nhân nặng. Cục Dịch vụ Y tế DMS ngày 26 tháng 7 thông báo thủ đô Bangkok của Thái Lan đã hết giường trong khu chăm sóc tích cực ICU để điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Cục trưởng DMS Somsak Ankasiu cho biết tất cả các giường dành cho bệnh nhân nặng tại các bệnh viện công đều đã kín chỗ, trong khi nhiều bệnh nhân nặng hiện vẫn đang chờ được điều trị trong các phòng cấp cứu tại hai bệnh viện Lutsin và Novodat. Cùng ngày, theo AP, giới chức y tế Thái Lan bắt đầu triển khai đưa bệnh nhân COVID-19 tại Bangkok hồi hương bằng tàu hỏa, nhằm giảm tải gánh nặng cho hệ thống y tế tại thủ đô. Một chiếc tàu hỏa chở theo hơn 100 người mắc COVID-19 và nhân viên y tế đã rời thủ đô Bangkok hướng về phía đông bắc. Chuyến tàu này sẽ dừng tại 7 tỉnh nơi bệnh nhân mắc COVID-19 được nhân viên y tế địa phương đưa đến bệnh viện điều trị. Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul nêu rõ, đây là những bệnh nhân tại Bangkok chưa được điều trị tại bệnh viện. Chúng tôi muốn họ được điều trị tại quê nhà. Quá trình di chuyển được kiểm soát, chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình này cho đến khi Bangkok không còn người mắc COVID-19 không có giường để điều trị. Philippines ca mắc mới cao nhất kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2021. Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo ghi nhận 7.186 ca mắc mới COVID-19 cao nhất kể từ ngày 13 tháng 6, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.562.420 ca, trong đó có 27.318 ca tử vong. Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Y tế Philippines Francisco Duque cho biết số ca mắc trong hệ thống tàu điện ngầm tại Manila đã tăng 47%, khiến số ca mắc tại thủ đô tăng lên hơn 900 ca một ngày vào tuần trước. Theo Bộ Y tế Philippines, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tháng 1 năm 2020, Philippines đã xét nghiệm cho hơn 15 triệu trong tổng số 110 triệu dân nước này. Philippines đang chạy đua với thời gian để ngăn chặn sự lây lan nhanh của các biến thể xuất hiện tại nước này, trong đó Delta là biến thể có tốc độ lây nhiễm nhanh nhất. Lào ca mắc vượt 5.000, cơ sở cách ly người nhập cảnh quá tải. Cùng ngày 27 tháng 7, Bộ Y tế Lào công bố nước này đã ghi nhận thêm 169 ca mắc mới và một ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua. Như vậy, đến nay Lào đã ghi nhận tổng cộng 5.154 ca mắc. Tất cả các ca mắc mới đều là người nhập cảnh được cách ly ngay. Trước tình hình người nhập cảnh mắc COVID-19 gia tăng, các tỉnh Trung, Nam Lào như Sê Công, Atapu và Savannakhet đã phong tỏa các khu vực có nguy cơ cao để ngăn dịch lây lan. Đồng thời, Ủy ban chuyên trách Trung ương về phòng chống dịch COVID-19 của Lào cũng đang triển khai nhân viên y tế và vật tư cho các tỉnh gặp khó khăn do có nhiều bệnh nhân mắc COVID-19. Các trung tâm cách ly và cơ sở điều trị tại các tỉnh miền Trung và Nam Lào, đặc biệt là Sa Văn Na Khẹt và Trăm Pa luôn trong tình trạng quá tải do chịu áp lực lớn khi tiếp nhận và điều trị nhiều ca mắc COVID-19 là người lao động nhập cảnh về nước từ Thái Lan. Ủy ban chuyên trách Trung ương đã yêu cầu các tỉnh nâng cấp và mở rộng các trung tâm cách ly để có đủ khả năng tiếp nhận công dân trở về. Chính quyền các tỉnh có nhiều người lao động trở về, đặc biệt là Khẹt và Champasak được yêu cầu làm việc với các tỉnh giáp biên của Thái Lan để ước lượng số lao động dự kiến có thể tiếp tục trở về Lào để chuẩn bị tốt nhất công tác tiếp nhận. Liên quan công tác tiêm chủng phòng COVID-19, Bộ Y tế Lào thông báo sẽ triển khai đồng loạt việc tiêm vaccine của hãng Johnson và Johnson kể từ ngày 2 tháng 8 tới trên cả nước. Theo đó, người dân Lào có thể đăng ký tiêm vaccine trực tuyến thông qua ứng dụng Lao KYC hoặc đăng ký tại các cơ sở y tế địa phương. Dự kiến có khoảng 14% dân số Lào được tiếp cận loại vaccine tiêm một mũi duy nhất này. Campuchia, biến thể Delta bắt đầu tấn công. Tại quốc gia láng giềng Campuchia, Bộ Y tế ngày 27 tháng 7 năm 2021 xác nhận thêm 39 ca mắc mới biến thể Delta, nâng tổng số ca mắc biến thể có tốc độ lây nhiễm cao này tại Campuchia lên 114 ca. Sự hoành hành của biến thể Delta ở Thái Lan khiến giới chức Campuchia lo ngại các biến thể mới sẽ lây lan mạnh mẽ qua biên giới vào nước này. Hầu hết các ca bệnh ở Campuchia hiện mang biến thể Alpha từ ngày 22-25-7, Viện Pasteur Campuchia qua xét nghiệm đã ghi nhận 39 ca nhiễm mới biến thể 1617 617 hay Delta, trong đó 21 trường hợp là người trở về từ Thái Lan và 18 ca lây nhiễm trong nước, chủ yếu là nhân viên y tế và người dân tại các tỉnh Okdermiani, Kampong Thom và Siem Reap. Campuchia ngày 27 tháng 7 ghi nhận 684 ca mắc mới và 19 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 74.386 ca, trong đó có 1.324 ca tử vong. Trong một diễn biến khác, Bộ Y tế Campuchia ngày 27 tháng 7 thông báo cơ quan hải quan nước này đã thu giữ 3 container thịt châu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ sau khi phát hiện lô hàng này có virus SARS-CoV-2. Theo tờ Khmer Tham, lô thịt châu này sẽ bị tiêu hủy ở quận Oro, Kampong Spiu trong 2 đến 3 ngày tới. SARS-CoV-2019-01 Bắc Mỹ, tổng số trường hợp 41.953.620, tổng số người chết 935.182, tử vong 1.613, 1 triệu người, tổng số dân số 579 triệu, 02, Nam Mỹ.

tổng số dân số 746 triệu, 04, châu Á, tổng số trường hợp 60 triệu 937.116, tổng số người chết 878.369, tử vong 186 phần 1 triệu người, tổng số dân số 4 tỷ 600 triệu, 05, châu Phi, tổng số trường hợp 6 triệu 572.923. Tổng số người chết 166.034 tử vong 125 phần 1 triệu người, tổng số dân số 1 tỷ 300 triệu, 06 châu Úc, tổng số trường hợp 98.907, tổng số người chết 1.500, tử vong 34 phần 1 triệu người, tổng số dân số 43 triệu, 07 Đông Nam Á, tổng số trường hợp 6 triệu 912.526. Tổng số người chết 136.251, tử vong 208 phần 1 triệu người. Tổng số dân số 655 triệu. Cuba lên án vụ tấn công đại sứ quán tại Paris. Ngày 27 tháng 7 năm 2021, đại sứ quán Cuba tại thủ đô Paris của Pháp cho biết đã bị tấn công bằng bom xăng, khiến tòa nhà của trụ sở bị hư hại nghiêm trọng song không có nhân viên ngoại giao nào bị thương. Cuba sau đó cáo buộc đây là vụ tấn công khủng bố do Mỹ khuyến khích. Ngày 27 tháng 7, đại sứ quán Cuba tại thủ đô Paris của Pháp cho biết đã bị tấn công bằng bom xăng. Trước đó, lực lượng cứu hỏa thủ đô Paris cho biết các thiết bị gây cháy được ném vào tòa nhà đại sứ quán Cuba ở quận 15 hôm 26 tháng 7, gây thiệt hại nhỏ. Lực lượng cứu hỏa đã nhận được tin báo về vụ tấn công sau nửa đêm và các đám cháy đã được dập tắt trước khi lính cứu hỏa đến hiện trường. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết những kẻ tấn công đã ném ba quả bom xăng vào tòa nhà vào khoảng 23 giờ 45 ngày 26 tháng 7, giờ địa phương, gây hỏa hoạn nhân viên của đại sứ quán đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trước khi lính cứu hỏa tới trên tài khoản mạng xã hội twitter đại sứ quán cuba đã đăng tải những hình ảnh cho thấy tòa nhà bị hư hại kèm tuyên bố lên án vụ tấn công trong khi đó bộ ngoại giao cuba cũng ra tuyên bố khẳng định những đối tượng trực tiếp tiến hành vụ tấn công là những đối tượng kích động bạo lực và thù hận chống lại đất nước của cuba về phần mình trên trang twitter bộ trưởng ngoại giao cuba bruno rodriguez nêu rõ cuba lên án vụ tấn công khủng bố bằng bom xăng nhằm vào đại sứ quán tại Paris, đồng thời cho rằng, chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm cho các chiến dịch liên tục chống lại đất nước của chúng tôi. Ông cáo buộc chiến dịch này của Mỹ đã kích động bạo lực và dẫn đến các vụ tấn công. Trước đó, trong thông điệp đặc biệt từ Cung điện Cách mạng, bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch Cuba Miguel díaz canel Bermude đã chỉ trích việc Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế để siết chặt vòng vây kiềm tỏa Cuba, nhất là trong lĩnh vực tài chính và năng lượng, với mục tiêu bóp nghẹt nền kinh tế của đất nước này. Song song với đó là chiến dịch tuyên truyền quyết liệt với ý đồ hạ uy tín của lãnh đạo Cuba, phá vỡ sự đoàn kết của Đảng Cộng sản Cuba, của chính phủ, nhà nước và nhân dân, kích động bạo loạn xã hội tại đảo quốc này, với cái đích cuối cùng là can thiệp quân sự và can dự công việc nội bộ. Theo ông Miguel díaz tất cả những yếu tố này đang đẩy Cuba tới tình trạng thiếu hụt hàng hóa nội địa nghiêm trọng, từ, lương thực, thuốc men, nguyên liệu thô và đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất, và kinh tế, những thành tố trong cả hoạt động xuất khẩu và hàng hóa phục vụ người dân. Cuba đã trải qua 6 thập kỷ dưới lệnh phong tỏa hà khắc của Mỹ. Tuy nhiên, chỉ trong 4 năm cầm quyền của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, lệnh cấm vận của Washington nhằm vào La Habana càng được siết chặt hơn với 240 biện pháp trừng phạt mà tới nay chính quyền của tổng thống Joe Biden vẫn giữ nguyên. Từ năm 1982, dưới thời chính quyền cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan, Mỹ đã liên tục đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố cùng với một loạt biện pháp trừng phạt kèm theo. Năm 2015, tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama đã đưa Cuba ra khỏi danh sách mà Washington đơn phương soạn thảo hàng năm này, trước khi hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây vẫn được coi là một trong những thành công đối ngoại nổi bật của vị tổng thống gốc Phi đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba. Tối 27 tháng 7 năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với đồng chí Miguel Díaz Canel Becmude, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nồng nhiệt chúc mừng kỷ niệm lần thứ 68, ngày khởi nghĩa vũ trang cách mạng Cuba, 26 tháng 7 năm 1953, 26 tháng 7 năm 2021, và 100 năm ngày sinh nữ anh hùng Moncada, Melba Hernandez Rodriguez Del Rey, 28 tháng 7 năm 1921, 28 tháng 7 năm 2021, người đồng chí thân thiết của lãnh tụ Fidel Castro và Raúl Castro. Người bạn chí tình của nhân dân Việt Nam, biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam Cuba. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba trong việc thực hiện nghị quyết đại hội 8 của Đảng Cộng sản Cuba, tiếp tục đẩy nhanh quá trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ trước những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt trong bối cảnh các biện pháp siết chặt cấm vận chưa được dỡ bỏ tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với mọi mặt đời sống của nhân dân Cuba anh em. Tổng bí thư đánh giá cao những nỗ lực của đảng, nhà nước và của cả hệ thống chính trị Cuba, kịp thời xử lý các vấn đề nảy sinh, ổn định tình hình, bảo vệ vững chắc thành quả của cách mạng Cuba. Thay mặt đảng, nhà nước và nhân dân Cuba, đồng chí Miguel díaz canel Becmude chân thành cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân thủ đô Hà Nội về quà tặng 12.000 tấn gạo cho Cuba trong bối cảnh khó khăn hiện nay. Nhấn mạnh đây là minh chứng sống động về tình đoàn kết thủy chung, trước sau như một của Việt Nam, là nguồn động viên to lớn, kịp thời đối với cách mạng và nhân dân Cuba. Đồng chí Miguel díaz canel Becmude cũng thông báo một số nét khái quát về tình hình Cuba, về những âm mưu gây bất ổn của các thế lực thù địch đối với cách mạng Cuba, khẳng định sự kiên định của những người Cộng sản và nhân dân Cuba trong việc bảo vệ sự nghiệp và những thành quả cách mạng của nhân dân, cho nhân dân và vì nhân dân do lãnh tụ Fidel Castro khởi xướng. Nhân dịp này, đồng chí Miguel díaz canel Becmude khẳng định lại mong muốn, quyết tâm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân Cuba Việt Nam. Đồng chí Miguel díaz canel Becmude nhấn mạnh, Cuba sẵn sàng và ưu tiên hợp tác với Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch, trong đó có việc cung ứng và chuyển giao công nghệ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định lại tình đoàn kết trước sau như một của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp chính nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba, Việt Nam tiếp tục đồng hành với Cuba trong tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội xã hội chủ nghĩa tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việt nam sẽ tiếp tục hỗ trợ nỗ lực của cuba trong việc bảo đảm an ninh lương thực thông qua việc cung cấp gạo ổn định và các chương trình phát triển sản xuất lúa ngô cà phê thủy sản